Đây là khách sạn ở Nha Trang, nó tên là Havana. Rồi cái này là tầng trệt ở dưới nè. Cái này là bắt đầu tầng 2 là để ăn sáng. Đây bà nội bà ngoại ăn uống xong rồi, bây giờ chuẩn bị nè. Chuẩn bị đi. Chưa mà. Đây là cái khu ăn sáng ở khách sạn này. Này, cái này là cái trái cây quay nhanh tại vì mấy người đợi đây để đi nè. Cà phê, trà Lipton, trà thảo dược. Rồi, đây là cái khu trái cây. Rồi, lại này là mấy cái khu dở ra có mấy cái này là gì đây? Cơm chiên nè. Rồi, nói chung là nó có để bánh cuốn rồi nè, đầy đủ, nói chung là đầy đủ đồ ăn hết. Này ai dở ra lấy không chịu đậy lại. Rồi, khu ăn uống, khu ăn sáng. Rồi, trong này đây cái này phở, khu này phở nè, phở rồi bên kia là trứng chiên ăn với mấy cái đồ ăn sáng của nước ngoài đó. Cái này là gì đây? Cái này xúc xích gà, xúc xích heo, cái này rau luộc, cái này nói chung là mấy cái món này không có thời gian đứng nói cho cụ thể. Đây, trái cây rồi bánh các loại bánh nè. Thôi, nói chung là nhiều lắm. Ủa mấy người đâu mất tiền. Bây giờ đi ra. Cái cha xuống đây. Dạ. Dạ. Bàn kêu là điểm 5 người cha lắm. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Rồi tắt rồi đi xuống nè.